Bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay cũng là ngày đầu năm mới 2022, khép lại một năm 21 đầy đau thương và nước mắt do dịch bệnh Covid nó hoành hành ở Việt Nam chúng ta cũng như là trên toàn thế giới. Thì em cũng xin chúc cho tất cả các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn một năm mới 2022 được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Và em cũng cảm ơn tất cả các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn cùng đồng hành, tin tưởng, mua sắm những con bếp bên kênh YouTube Bếp Ga Nhật Nội Địa Tâm Phát trong gần hơn một năm qua. Thì em cũng xin thành thật cảm ơn đã tin tưởng ủng hộ em. Thì mong rằng xong sang năm mới, năm 2022 thì tất cả các cô, các chú, các chị, các anh cũng cùng đồng hành và tin tưởng mua sắm những con bếp cho gia đình và người thân. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với các cô, chú, các anh, các chị con bếp Relay, dòng bếp mặt kính đầu tiên của Relay. Đó, mặt kính và viền inox, kiềng mất nồi inox và nắp chia lửa bằng inox và nắp khói bằng inox. Thì nó có cái model là S65 VGAS nè, đèn của nó nè. Thì nó sở hữu cái mặt tiền là cái màu bạc, nó có một cái nút nhấn với lại cái lò nướng nó có một cái đường cong nè. Thì dòng bếp này cũng là dòng bếp full chức năng, lò nướng hai tầng lửa. Cái này nó hẹn giờ ba bếp như cô chú của anh chị, nhưng mà nó là chỉ có một đồng hồ thôi. Và bên lò nướng là nó chỉnh lửa bằng phím điện tử, không có cần gạt. Cái mẫu này đó cũng là một cái mẫu bếp cao cấp của Relay. Thì nó được sản xuất là tháng 10 2009, có số series là 5526. Thì mời cô chú anh chị xem trên dưới trong ngoài là chúc em sẽ báo giá bếp này. Hiện bếp này sở hữu cái mặt trên là cái mặt kính này. Mặt kính nó làm giống như là mặt gương của chú anh chị, rất là bóng và có những cái chấm bi nhỏ 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 này, đó, nó làm như gương vậy đó. Đó, viền inox, kiềng bắt nồi inox nè, nắp chì lửa bằng inox nè, và nắp bảo vệ lò nướng bằng inox nè, là full inox à. Em sẽ quay thật chậm cho cô chú anh chị xem. Thì con bếp này nó cũng được sản xuất là 2009, nhưng mà nó còn trong tình trạng còn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì bên đây là cái kiềng bắt nồi của nó nè, kiềng là kiềng inox zin nha cô chú anh chị. Thì do là bếp này đã qua sử dụng nên những cái đầu kiềng này nè nó cũng có những vết cháy đen đen nha. Đó. Kiện cái nóc và cái chia lửa của nó là nó sử dụng cái bộ chia lửa bằng đồng nè, nắp trên này bằng cái nóc nè, ở đây cũng vậy đó, bằng đồng, và nắp bảo vệ lò nướng cũng bằng đồng nè, ô bằng cái nóc. Và cái hộp ga của nó là nó mạ một cái lớp ram á cô chú anh chị. Cái ram này là chống trầy xước nè, chống mục nè, nó giống như là một cái lớp ram trên các kinh mà người ta chế tạo súng ống á đó. Lớp này là lớp chống mày mòn luôn, rất là bền, biết bao nhiêu năm mà nó vẫn còn cái gì nè, chứ không phải là nó đen nha cô chú anh chị. Đó, có lớp ram chống mày mòn, chống trầy xước và chống mục luôn. Và cái chỗ cái hộc lò nướng cũng vậy nè, đó, chứ không phải là sơn đen mà một lớp ram trên các cái kiếm Nhật nó cũng có, với lại các súng ống rồi nó có một cái lớp này nè, rất là bền. Nay là cũng được 2009 là 10 năm 11 năm rồi, 12 năm rồi mà nó còn như vậy nè. Đây là cái mặt kính nè, mặt kính gương á, có chữ Scott
ta nhìn cho đó luôn á, ta nhìn ta thấy hình mình ở dưới luôn á, kính gương. Thì ngay chỗ có hai cái nắp tròn này nè, thì do nó về nó vận chuyển về nó trầy vậy. Nó trầy nó xước nhiều á, như là xấu em đã sơn dặm lại rồi. Đó, em sơn dặm lại hai nắp tròn này nè. Vì nó có sensor cảm biến nhiệt đáy nồi khi đun nấu, càng đáy tự động ra và mở ra, và cảm biến lửa gió thổi tắt nè, này cảm biến chống xì ga tự động ngắt ga nhập khói ga, bên này cũng vậy. Viền inox mặt kính gương có những cái chấm bi. Thì đây là cái mặt tiền bếp nè, cái mặt tiền bếp. Ở đây là hộc để pin, đây nó sử dụng hai cục pin nằm ngang. Đó. Đây có đèn báo pin nè, khi mà pin hết là cái đèn này cháy nè. Thì từ bên trái qua là bên đây là nút nhấn của bếp bên trái nè, có khóa tre em nè. Đây là hai lửa, cần chỉnh lửa lớn nhỏ nè, để gạt qua trái là lớn, qua phải là nhỏ. Nó có các chế độ là cho hẹn giờ nấu nè, hẹn giờ là hẹn nhiệt độ á, trong từ 140 tới 200. Đây là chế độ nấu nấu cơm nấu cháo nè, đó là bếp bên trái. Còn đây là khay nướng và hộc nướng. Thì ngay chỗ cái môi của cái lò nướng đó cô chú anh chị, này nó do vận chuyển về nó đầy nhẹ chỗ đây nè, đầy nhẹ ở đây em đã chấm sơn bạc lại chỗ này nè, nó đầy chỗ đây, từ đây qua đây. Thì nó là khay nướng á, thì khay đựng dầu mỡ bằng inox, bằng cái dĩ nướng bằng inox nè. Lò nướng thì hai tầng lửa, bếp cũng còn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, khay nướng. Đây, lò nướng nè. Cô chú anh chị nhìn ở lò nướng còn rất là đẹp. Và ngay chỗ bên trong cái lò nướng nè, nó có hai cái nẹp. Hai cái nẹp này là hai cái nẹp bằng inox. Lâu lắm rồi em mới có một con bếp mà có cái nẹp bằng inox, có chữ nhật không nè. Chú anh chị thấy không? Chữ nhật. Hai nẹp bằng inox. Đa phần đó là cái này toàn là nẹp sắt mà nó mạ men thôi. Nhưng mà con bếp này nó có cái nẹp inox. Đó, có tiếng Nhật luôn nè, hai cái nẹp à. Đó, bên trong lò nướng nguyên zin nha cô chú anh chị, còn rất là đẹp. Còn đây là bếp bên phải ba lửa nè, có khóa tem, khóa hai cái luôn, vừa bếp nấu vừa bếp nướng luôn. Đó, cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Đây cái nút 3 giây nè, này là hẹn nút này là hẹn giờ của hai bếp trên và hẹn giờ nấu nước. Đó. Nhưng mà con bếp này nó hẹn giờ được 3 bếp, nhưng mà nó không có hẹn một lượt 3 bếp như cô chú chị, nó có hẹn được một lượt là hai bếp nấu và một bếp nước, nó hẹn từng 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 bếp một. Thí dụ như cô chú anh chị chúng ta nấu bếp phải thì hẹn bếp phải, chúng ta sử dụng lò nướng thì hẹn lò nướng, nấu bếp bên trái này hẹn bên trái, nhưng nó không có hẹn một lượt 3 bếp. Đó, một chút nữa em sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị xem. Còn đây có hình cá nè, là của lò nướng nè, này là hẹn giờ. Còn đây là chỉnh lửa nè, cái này là chỉnh lửa bằng điện tử này, chỉnh lửa trên nè, chỉnh lửa dưới nè, đó, 3 1 này chỉnh lửa trên này, chỉnh lửa dưới của lò nướng. Đây là ba chế độ nướng nè, phím này là phím lựa chọn, phím lựa chọn ba chế độ nướng nè. Còn đây là lửa thấp nè, lửa trung bình, lửa cao nè, nên lựa chọn lửa. Khi cô chú anh chị chúng ta chọn ba chế độ nướng này nè, dưới này là nướng yaki nè, nướng khô, nướng cá nè. Thì cô chú anh chị chúng ta muốn biết những cái tiếng Nhật này á, thì cô chú anh chị tải cái ứng dụng Google dịch về, chúng ta đưa vô đây, đưa giống như là chúng ta chắc in đồ á, thì nó dịch ra. Ví dụ tiếng Nhật dịch tiếng Nhật dịch ra tiếng Việt, thì cô chú anh chị đưa cái camera vô đây là tự nó dịch ra tiếng Việt cho cô chú anh chị. Đó. VIP này về cũng còn rất là đẹp.
Đường nó chỉ 209 thôi, nhưng mà nó còn rất là đẹp. Ngay chỗ cái góc này nè, nó có xước xước nhẹ nhẹ chỗ này nè. Đó. Đây là cái cạnh hông máy bên phải nè. Thì ngay chỗ cái nhấp mí này nè, thường thường nó thì bị ten hết. Hôm nay em thử nghiệm là em pha sơn em chấm thử nè, nhìn thì nó cũng được được. Đây. Nó bị ten á do nấu nướng mắm muối rồi nó nhiễu xuống đây nè. Rồi hai cái mấy cái cạnh này là nó dập mí nhau, nó nằm trong đây nó hay bị ten chỗ đây nè. Đó, em dậm lại. Em thử nghiệm dậm lại nhìn cũng cũng hay hay, nhìn cho nó được bắt một chút. Đó, cạnh hông em phải. Còn đây là mặt ngoài sau lưng nè. Đây, gương cũng có nè, em đã dặm sơn cho này, dặm sơn một xíu của sau lưng. Ở đây là cạnh hông mé bên trái nè. Đó, cạnh hông bên trái thì nó ít hơn, nó chỉ chỗ này thôi. Lấm tấm chỗ này thì em cũng chấm lại. Chấm lại nhìn nó cho nó thẩm mỹ một chút. Cạnh hông bên trái. Ngay góc này nè, nó cạ nhẹ xíu xíu vô góc này nè. Đó. Thì con bếp này em đang bán với cái giá là 6 triệu 500 ngàn, bao ship cho cô chú anh chị, tặng cô chú anh chị một cặp pin Ankalay dung lượng, cao và gắn lưới chống chuột cho cô chú anh chị. Rồi sau đây mời cô chú anh chị xem bên trong của con bếp. Đây là cái mặt kính đó, mặt kính bên trong đó, nó mạ một lớp gương còn rất là đẹp nè. Còn bên đây là phần bên trong của con bếp nè. Đó còn rất là đẹp. Có chú chị thấy không, cái hồng ga nè, nó mạ một cái lớp chống mài mòn, chống trầy xước và chống mục cũng nè, giống như trên tất cả các khẩu súng quân dụng á, nó có những cái nó mạ cái lớp này nè. Đó, nguyên zin cho cô chú anh chị. Thì bếp này đã được về bên em canh chỉnh lửa hết rồi, vệ sinh sạch sẽ. Cô chú anh chị mua về chúng ta chỉ việc là lắp pin gắn ga vô là xài thôi. Sau đây mời cô chú anh chị xem phần bên dưới của bếp. Đây là cái phần bên dưới bếp này, đây, chỗ này nó cũng bị ten nè. Rồi, em đã dặm sơn chỗ đây nè. Đó. Mấy con bếp này nó xài rất là bền đấy cô chú anh chị. Dí là ngọn nồi đồng cối đá. Các linh kiện của nó sản xuất trong đời đầu đó, nên nó chắc chắn, nó dày dặn lắm. Đó, dùng thành sắt cạnh nè. Nó rất là đẹp, rất là mới. Thì cô chú anh chị xem video ủng hộ kênh bằng cách là cho em một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ, và nhấn luôn cái nút chuông máy bên tay phải để mà khi em có sản phẩm gì em xin xong em sẽ test lên để cô chú anh chị kịp thời mua sắm. Rồi sau đây em sẽ đậy nắp lại rồi em hướng dẫn và test các chức năng trên bếp. Thì giá bán là 6 triệu 500 đã bao ship cho cô chú anh chị, tặng cho cô chú anh chị một cặp pin Ankalay dung lượng cao. Pin thì nó xài từ 6 tháng cho tới 1 năm. Tặng cho cô chú anh chị cặp pin này nè. Pin Panasonic Marken Japan sản xuất tại Nhật. Xài từ 6 tháng cho tới 1 năm.
tùy theo cô chú anh chị chúng ta nấu nhiều hay nấu ít. Rồi sau đây em test các chức năng trên con bếp cho cô chú anh chị xem. Đây em tắt cái đèn đó, em đã canh lửa cho cô chú anh chị hết rồi. Do bếp này là bếp nó xài ở Nhật nên nó xài ga công nghiệp, về Việt Nam chúng ta là xài ga bình, buộc là phải canh bát lại để cho nó phù hợp. Rồi sau đây em sẽ chỉnh nhỏ lửa lại rồi em thổi cho nó tắt. Thì cái chức năng đầu tiên là đang nấu gió thổi tắt lửa, tự động ngắt ga và khóa ga. Trong thời gian từ 5 tới 10 giây bếp nó sẽ báo và nó sẽ khóa ga cho cô chú anh chị. Khi bật lên là đèn nó cháy nè. Đó, nó báo rồi đó. Đây, bếp vẫn còn mở. Đó, bên đây cũng vậy. Rồi, sau đây em sẽ hướng dẫn các chức năng trên con bếp. Thì từ bên trái qua là bếp hai lửa. Thì có chế độ nấu cơm, nấu cháo nè, ở dưới nấu cơm, trên nấu cháo. Thì cô chú chị ta cúp điện nấu cơm, chúng ta bấm vô đây. Thì khi mà ta lựa chọn nấu cơm á, thì ga lửa trên đó nó sẽ nhỏ lại, nó điều chỉnh nó nấu cơm cho con chú anh chị đó. Ta không xài chúng ta trả về vị trí ban đầu nữa, là nhắn trở lại ta lựa chọn tiếp theo là nấu cháo đó. Đó, chúng ta không xài chúng ta bấm trả về. Còn đây là nút chọn nhiệt độ nấu, nhiệt độ từ 140, 160, 180, 200, đây là phím lựa chọn. Đó, cô chú anh chị chúng ta luộc rau củ quả, chúng ta muốn không bị mắc vitamin đó, cô chú anh chị chúng ta muốn nhiệt độ bao nhiêu chúng ta bấm vào đây nè, cho đèn cháy lên đó, thì nó lửa nó lên đúng một, ví dụ như ta chọn 140 đi, chứ đúng 140 là lửa nó sẽ nhỏ lại, sau đó nhiệt nó giảm xuống bớt thì nó sẽ bừng lên nó nóng, nó đúng 140 cái nó giảm là nó cứ lặp đi lặp lại như vậy đó, thấy chưa, 160 nó bừng lên. À, rồi đó là bếp bên trái. Còn bếp bên phải, bếp bên phải là có nút 3 giây hỗ trợ cho cô chú anh chị chúng ta chiên rán đồ khô, chiên cá, chiên thịt. Đó là bấm lên đèn nó cháy rồi nó cắt cái cảm biến đó đi, nó không cho cảm biến nó hoạt động, nó không phụ thuộc vô ngọn lửa nhiệt độ đấy, nó là cảm biến nó không có làm việc. Đó, cho cô chú anh chị chúng ta chiên rán đồ khô, chiên cá, chiên thịt đó. Đó, còn ở đây là hẹn giờ. Đó, hẹn giờ, đây là hẹn giờ bếp bên phải nè. Bếp phải là có cái hình tròn, hình vuông nè, ở dưới, ở trên là bên trái. Thì cô chú anh chị chúng ta bấm vô đây hẹn giờ thì chúng ta chỉnh ở đây. Đó, thì hẹn giờ được 90 phút mà nó hẹn giờ từng bếp. Đó, đó. À, cái ở dưới này là hẹn giờ nấu nước. Thì đây nó có để cái hình nè, hẹn giờ và cái ấm nè. Hẹn giờ nấu nước thì cô chú chị nấu nước bên bếp bên phải chúng ta bấm vô cái nút cuối cùng này nè, đó là hẹn giờ nấu nước, là nấu nước 5 phút đó. Đó. Đó, còn bếp bên trái khi cô chú chị bật bếp lên chúng ta hẹn giờ ta bấm vô đây thì nó nổi lên cái đầu tiên là hẹn giờ nấu bình thường, hai cái nút trên này nè là hẹn giờ nấu bình thường này, bếp bên trái nè, bếp bên phải nè. Còn ở dưới này là hẹn nấu nước, cũng bếp bên trái luôn. Đó, cũng cái ở trên là bên trái, ở dưới là bên phải. Đó, chúng chị thấy không? Đó, những cái chức năng bếp bên phải. Còn đây là lò nướng. Lò nướng thì hẹn giờ được 15 phút. Đó, tăng giảm ở đây. Đây, lò nướng hai tầng lửa. Và ở đây là chỉnh lửa nè, đây là chỉnh lửa dưới nè, đây là chỉnh lửa dưới là đây, lửa dưới hay chỉnh lửa dưới, còn đây là chỉnh lửa trên, lửa trên là lửa ở trên này nè, đó là lửa trên, thì cô chú anh chị chúng ta lựa chọn ở dưới 1, trên 1, dưới 3, trên 3, bấm vào đây, đó. Còn khi mà cô chú anh chị chúng ta lựa chọn 3 chế độ nướng này nè, cô chú anh chị tắt đây, xong chúng ta bấm lại liền, ta lựa chọn đây là nướng yaki nè, nướng khô, nướng cá nè, đó
Khi cô chú anh chị chúng ta lựa chọn ba chế độ nướng này thì chúng ta chọn lửa nè, này lửa cao nè, lửa trung bình, lửa thấp, chúng ta phải chọn liền đó đó, này bấm xuống, này bấm lên nè, đó lửa thấp nè, lửa thấp nè, lửa trung bình, lửa cao, tăng ở này giảm nè, đó ở trên này cũng vậy, ở trên này cũng vậy luôn đó. Đây là ba chế độ nướng tự động, thì cô chú chị chúng ta chọn ba chế độ nướng này thì chúng ta không có chỉnh lửa chỗ đây được, mà cũng không giờ hẹn giờ được mà chỉnh lửa chỗ này đó đó. Giờ em sẽ test cái lò nướng và hẹn giờ lò nướng em sẽ hẹn 1 phút, thì 1 phút hết 1 phút này lò nướng nó cũng tự động nó ngắt ga và khóa ga cũng giống như hai bếp trên luôn. Rồi sau đây em sẽ test cái chức năng đang nấu gió thổi tắt lửa. Ồ, đang nấu nấu mà quên á, khi cô chú anh chị chúng ta nấu mà quên bếp nó tự động nó ngắt ga và khóa ga. Đó, lò nướng nó báo còn hai mấy giây đó, chức năng nấu quên bếp sẽ tự động ngắt ga nhập hỏa ga, thì cái nhiệt độ nó đúng 140 độ thì nó sẽ nhỏ lửa lại, thì nó gần 200 gần 300 độ bếp nó sẽ ngắt ga nhập hỏa ga cho cô chú anh chị. Đây lò nướng nó còn 19 giây nè, thì bếp này đang bán cái giá là 6.500.000 nha cô chú anh chị, bao ship cho cô chú anh chị tận pin và gắn lưới chống chuột. Đó, lò nướng nó hết rồi nè, nó khóa rồi đó. Đây lò nướng vẫn còn mở nè đó. Thì cô chú anh chị mua bếp ấy, thì cứ alo trực tiếp cho em đi qua số điện thoại 0938 349 749. Thì ban ngày em là bận rất là nhiều việc, do vệ sinh rồi đóng thùng giao hàng này. Thì cô chú anh chị cứ alo trực tiếp cho em, thì không biết đằng ngày mấy tháng mấy ấy, thì trên cái phần tiêu đề á, với phần tiêu đề của video ấy, em có để ngày tháng và số điện thoại em để trên màn hình của video á. Thì hôm nay cũng là cũng còn gần 1 tháng nữa là đã tới Tết Nguyên Đán của chúng ta này, cô chú anh chị chúng ta chứ tranh thủ mua bếp, đừng để cần Tết mua, do Tết thì lượng giao nhận hàng nó nhiều thì không có giao kịp cho cô chú anh chị xài Tết, thì cô chú anh chị chúng ta cứ tranh thủ từ bây giờ mua cho thiệt sớm để về kịp sử dụng trong 3 ngày Tết. Đó, bếp nó đã nhỏ lửa lại rồi đó, thì bếp đi về cũng còn trong tình trạng cũng còn rất là đẹp, tuy đời nó 2009 thôi nhưng mà nó cũng còn đẹp. Đó, bếp bên trái nó khóa rồi đó. Rồi bếp bên phải cũng khóa luôn, em sẽ lấy hai cái nồi xuống. Khi mà nó khóa là nó có, nó báo là nó sẽ có tiếng chuông hết. Đây bếp vẫn còn mở nè, đó bên đây cũng vậy. Rồi vừa rồi em cũng đã hướng dẫn và cho cô chú anh chị xem trên dưới trong ngoài con bếp Rinnai S65 VGAS. Hiện bếp này đang bán cái giá là 6.500.000, bao ship cho cô chú anh chị tận pin và gắn lưới chống chuột. Thì mọi thắc mắc về mua bếp thì cô chú anh chị cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749. Em xin chào và hẹn gặp lại.